Dạo này top đi nhiều anh nhỉ? Con trâu của đội Phấn vừa em anh Hưng nhìn cũng top. Em mới về hôm qua không? Héo rồi. Chắc để muộn rồi. Khánh tí anh đi xem. Dạ. Vâng. Hưng vào quay cho anh video. Hưng vào quay cho anh video cho tắm. Con này lại là chuồng hứa đấy nhỉ.